Thưa quý khán giả, những ngày qua Nam Bộ nắng nóng gay gắt vào ban ngày. Thời gian nắng đỉnh điểm là từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Tia UV ở mức rất cao, từ 7 đến 10. Đây là mức cao trong thang đo chỉ số tia UV, có thể gây tổn thương mắt, gây phỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp thời gian dài với ánh nắng mặt trời. Người dân khi ra đường vào thời điểm chỉ số UV đạt đỉnh trong ngày cần đội nón rộng vành, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm để hạn chế tác động. Trời nắng, nước nóng cộng với mật độ nuôi thủy sản quá dày khiến ngao hoặc là nghêu có thể bị ảnh hưởng. Ngao và nghêu là loài nhuyễn thể có hình dáng giống nhau. Ngao chủ yếu phân bố ở phía Bắc, còn nghêu ở phía Nam. Nghêu là một trong bốn loại thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, cùng với tôm, cá tra và cá rô phi, được ưa chuộng tại nhiều thị trường trên thế giới, nhất là Liên minh châu Âu, EU. Theo các chuyên gia, bờ biển nước ta dài khoảng 3.260 cây số, với nhiều bãi cát là vùng sinh cảnh thuận lợi cho nghêu phát triển, trở thành sản phẩm chiến lược quốc gia. Với lợi thế và tiềm năng xuất khẩu, những năm gần đây, nuôi nghêu thương phẩm được nhiều nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long lựa chọn. Khu vực này hiện nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có nơi lên đến 35 độ, khiến môi trường nuôi dễ biến đổi đột ngột, nhất là độ pH. Để hạn chế hiện tượng ngao chết, người nuôi cần lưu ý những vấn đề sau. Mật độ thả nghêu không quá dày, duy trì mật độ thả nuôi phù hợp từ 500 đến 1.000 con 1 mét vuông đối với nghêu cám, từ 150 đến 200 con 1 mét vuông đối với nghêu trung. San bằng bãi nuôi, san thưa nghêu, khai thông các vùng nước động cộng với nắng nóng làm tăng nhiệt độ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nghêu nuôi. Cần chú ý công tác quản lý vệ sinh mặt bãi, kiểm tra chân dây. Đối với những bãi nuôi có thời gian phơi quá 6 tiếng một ngày, cần san thưa mật độ trong những ngày nắng nóng để nghêu có điều kiện chui xuống sâu. Nếu mật độ quá dày, bị chồng lên nhau, những con ở trên dễ bị sốc nhiệt. Thường xuyên vệ sinh phá dáng trên mặt ao, nên thay 30% nước ao vào mỗi kỳ con nước. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.